Rồi, xin chào toàn thể em nhé. Đấy, thì hôm nay em lại sắp xếp quay clip để mà trả hàng cho nhá, những anh em đang đặt hàng bên em nhé. Và luôn tiện em dành một ít thời gian để mà giới thiệu với em, giới thiệu sơ qua lại những cái mẫu mà em đang để đặt trên thị trường nhé. Thì trước mắt em đây là hai cái mẫu kit jean nhé. Thì đây là em có hai cái mẫu kit jean cùng một cái kích cỡ. Những cái mẫu này là sẽ khác cái mẫu bên này. Cái mẫu bên này là mẫu 750. Còn cái mẫu em đang mở nắp này, cái mẫu này là mẫu 550 nhá. Cái mẫu này thì hai tủ, còn cái mẫu bên này là cùng kích thước nhưng chỉ có là cái biển nắp sẽ lớn hơn. Đấy, so sẽ nhiều hơn và nó sử dụng 3 tủ. Thì cái mẫu hiện tại em đây là cái mẫu 550, nó chỉ có hai tủ thôi. Đấy, thì cái mẫu này là sử dụng cho mục đích như thế nào thì em xin nói là nhắc lại luôn. Thì có rất nhiều em là gọi đến là hỏi cho em là nên sử dụng mẫu nào thì em cũng xin tư vấn luôn. Đấy, để nếu mà anh em sử dụng cho nhu cầu kích đặt trụm lươn ấy, đấy, thì sẽ đặt trụm lươn này, câu cá này, hoặc là những anh em mà câu giá trị ở những hồ dịch vụ hoặc hồ tự nhiên ấy, thì em có thể sử dụng cái mẫu này, hai cọc nha. Cái mẫu này thì nói chung là em bán rất là nhiều luôn, từ đầu năm 2023 đến giờ hiện tại em sẽ bán ra ít nhất là 300 cái mẫu như thế này rồi. Đấy, còn cái mẫu 750 này thì nó vẫn có hai cọc nhưng nó sẽ kết nối được tối đa là 4 cọc nha. Đấy, thì đương nhiên là cái mẫu 750 này thì nó cái giá nó chênh lệch hơn nên anh em có thể đánh được nhiều cọc hơn. Đấy, cái tâm giật nó cũng rộng hơn nhé. Đấy, thì đây là hai cái mẫu cơ bản, cũng là hai cái mẫu mà giá nó bình dân nhất, anh em mua nhiều nhất. Đấy, vì anh em chủ yếu là mua để đặt trụm thì những cái mẫu này là nó sẽ mang lại kinh tế rất là cao nhé. Đấy là hai mẫu cơ bản như thế này. Rồi còn tiếp theo đây là cái mẫu để mà chuyên để có profit nhé. Cái mẫu này là cái mẫu kích cá tổng hợp và đặc biệt là nó để trì profit nhé. Cái mẫu này là mẫu 12 feet. Đây, như em có thể thấy là một bên là 6 feet thì hai bên là sẽ là 12 feet. Cái mẫu này là em rất là ít làm vì cái mẫu này thực tế là nó ăn điện khá là nhiều. Đấy, nhưng mà một số anh em yêu cầu đánh rô phí thì em sẽ làm cho em cái mẫu này. Đấy, đây là sẽ có hai chế độ, mình sử dụng một cặp tủ liên số nhé. Cặp tủ này liên số nhưng mà thực chất là tủ tốt đấy, phe thì vẫn sử dụng phe hơi cũ nhưng mà phe này là phe lạ, lại dài nhưng phe giòn nhá, không phải là mỏng đâu, dài nhưng giòn. Thì cái mẫu này là để mà đặt trụm phí, còn thực chất mà cái mẫu này để tổng hợp thì nó cũng là khá ok thôi. Vì cái mẫu này là thực tế là anh em gửi về, đấy, anh em gửi có một khách anh gửi con này về dán nhé. Thì con này là ở đâu đó là hình như là 4 so sắt ở phía ngoài này, là tổng hai bên 8 so sắt và 10 16 so thán nha. Con này là 24 so. Đấy, con này để tổng hợp luyến lắp thì em nghĩ là ok nhưng để đến đầu phí thì con này sẽ không đến được đâu. Thì anh này là ở Hà Tĩnh anh gửi vào. Và yêu cầu em nâng cấp lên nhưng sau khi em tư vấn thì em sẽ quyết định là em sẽ thu lại con này và em sẽ làm cho một cái con này để mình bù thêm tiền vào lại con này để cho cái tiết kiệm được chi phí cũng như là cái đảm bảo khi về em sẽ đến trong cái tầm đến sẽ ok nhất nha. Rồi thì anh em nào mà xem được clip đấy, thì biết hàng mình chuẩn bị được gửi nha. Và tiếp bên này là cái con này cũng là cái con cơ lá điện tử nhé. Thực tế nó lá điện tử cho vui thôi nhưng thực chất con này vẫn là con máy kích cỡ nhá. Mẫu này là mẫu 14 feet chuyên đi thuyền. Đấy, có hai chế độ anh em có thể tùy ý đến tủ sắt hay là đến tủ nhựa nhá. Đấy, hay gọi là sắt hay ca bá đấy. Thì con này là cũng là một cái máy nâng cấp. Đấy, thì trong clip này là hai con máy này đều là hai con máy nâng cấp nhá. Con này là một anh ở Đắk Nông, à một anh ở Đắk Lắk gửi về thì anh có sẵn một cái máy cơ rồi nhưng mà nó ăn rất phí rất là cạn. Thì anh gửi về bạn em làm lại cho anh nâng cấp lên thì em vẫn thu lại luôn và em làm lại cho anh một con mới. Thì con này là đặc trị đô phi, nó khá là pin, phải đi cấp pin một phải đi pin 100 trở lên nhá. Đấy, nhưng đặc biệt con này là ăn đô phi rất cực kỳ tốt luôn. Đấy, còn nếu mà để tổng hợp thì em sẽ làm một cái mẫu khác. Đúng ra thực chất thì theo em tư vấn cho khách thì nó đặc trị đô phi em mà sử dụng cái mẫu này nhá, còn bình thường thì em sẽ sử dụng cái mẫu khác. Đấy, thì tùy theo khách bên em sẽ tư vấn và làm phù hợp cho em. Rồi thì anh em những ai mà đặt hàng thì quan sát clip thì sẽ biết hàng mình là chuẩn bị được gửi nhé. Đấy, anh em nào mà quan tâm thì có thể đăng ký kênh để mà theo dõi những clip mới bên em ra nhé. Đấy, còn nhu cầu như thế nào thì cứ liên hệ số điện thoại ra luôn màn hình. Rồi chào anh em nha.